lúc chưa học phật trên người có rất nhiều bệnh học phật công phu đắc lực rồi cái thân này bệnh không còn nữa tại vì sao không còn nữa vì ý niệm của bạn đã chuyển rồi tất cả tế bào trên cái thân này thí nghiệm nước kết tinh của tiến sĩ giang bụng thắng thân thể con người nước chiếm hết 70% phần trăm Chuyển biến toàn bộ Đều chuyển biến thành kết tinh đẹp nhất Thân thể của bạn làm sao mà không được khỏe chứ Cho nên con người không nên có niệm ác Chúng ta lấy ác niệm Ác hạnh để đối xử với người khác Điều này tôi thường hay nói Người ta chịu thiệt hại ba phần Bản thân mình chịu thiệt hại bảy phần Lợi bất cập hại hại người chưa được nhưng mình lại bị hại trước tiên rồi học phật phải có trí huệ trí huệ khai thì chuyện cảnh giới từ bản thân chúng ta sau đó mở rộng ra đến gia đình rồi đến hàng xóm Điều này Ở trên kinh điển Phật tường hay dạy bảo chúng ta Thọ trì độc tụng Vì người diễn nói Diễn là biểu diễn Làm cho người khác xem Hiện nay cái khuyết điểm chung của chúng sanh Ở thế gian này Là ưa giải dối Không những giới gạt người khác mà còn giới gạt chính mình. Điều này Phật nói ở trên kinh. Kẻ đáng thương xót. Cho nên chúng ta phải học sự chân thành. Hiện nay tâm con người không thanh tịnh. Nhiễm ô nghiêm trọng. xác thực là có không ít người đã cảm xúc sâu sắc đến hoàn cảnh ô nhiễm đe dọa nghiêm trọng đến sự sống còn của chúng ta điều này đã bị phát hiện hoàn cảnh tại vì sao bị nhiễm ô vậy đều là do con người ghi ra câu thương nghiệp phát triển đốt cháy bầu không khí này đây đều là chất độc cực độc bạn xem một ngày có bao nhiêu chất độc mà các nhà máy đã thảy ra do xe ô tô thảy ra do máy bay thảy ra loại khí độc này bao quanh quả địa cầu nó ở trên bầu trời cao Các nhà khoa học nói với chúng ta Nó cũng có điểm bảo hòa Nếu như đạt đến điểm bảo hòa Thì cái bầu trời này không thể chịu đựng được nữa Nó sẽ rơi xuống lại Rơi xuống lại thì thật khủng khiếp rồi Nó thật sự là ngày tận thế Những thứ này sau khi rơi xuống Đó là một mảng chết chóc Không những là động vật không thể sống sót Mà thực vật cũng không thể sống sót cho nên con người nói đây là ngày tàn của thế giới Có thể là cái bầu không khí này Cực độc Điều này có thể xảy ra Thật sự là hủy diệt nhân loại Đây chính là do con người gây ra Phá hoại sinh thái tự nhiên phá hoại sự cân bằng sinh thái chúng ta sẽ gánh chịu tai họa của thiên nhiên thật ra tai họa của thiên nhiên đều là do con người gây ra ở trên kinh phật nói với chúng ta đều cương yếu phật nói tâm tham thì chiêu cảm nạn nước Điều này trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng Sân hận Cảm đến nạn lửa Ngu si chiêu cảm nạn gió Kiêu mạng Bất bình Cao thấp Cảm đến nạn động đất Điều này người thế gian thông thường gọi là Tai họa thiên nhiên nó có nguyên nhân của nó Chứ không phải là tự nhiên Là do tham sân si mạng đã chiêu cảm Sát sanh Sát sanh ăn thịt Thì cảm đến nạn đau binh Điều này các đồng tu học Phật chúng ta đều biết rất rõ Chứ vì Tổ sư Đại Đức xưa nay thường hay khuyên dạy chúng ta đến trong kinh phật cũng đều nói như vậy. Nếu như chúng ta muốn tránh được tất cả chiến tranh trên thế gian này, đa bên kiếp chính là chiến tranh. Cách nào có thể giúp cho cái thế giới này vĩnh viễn không có chiến tranh, trừ khi chúng sanh không ăn thịt nữa. Chúng sanh chúng ta từ nay vì sao đều không ăn thịt, thì thế gian sẽ không còn chiến tranh. Đây gọi là nhân họa Nhân họa chính là Do chúng ta tùy tiện giết hại chúng sanh Chúng sanh trong tâm thì chẳng chấp nhận Chúng không có đủ sức để phản kháng Hôm nay bị bạn giết Nỗi oán hận này dĩ nhiên không thể hóa giải Chúng sẽ tìm cơ hội để báo thù Cho đến khi nào chúng được tái sanh lại làm kiếp người vì là bạn phải đối đầu với quan gia Cho nên chúng ta học Phật Hôm nay có vài vị đồng tu đến hỏi tôi Tại vì sao những gì đó học Phật lại có quá nhiều sự trở ngại Sự chứng ngại này là Điều tất nhiên thôi Trong quá khứ và đời này Bạn hãy thử nghĩ xem Bạn đã giết hại bao nhiêu chúng sanh vô tình hay cố ý Những chúng sanh này tuyệt đối không bao giờ nói Trong lúc giết hại chúng Chúng vui vẻ đồng ý cúng dường mạng của chúng cho bạn Không có cái đạo lý này Bạn xem khi bạn giết một con gà Hiện giờ thì không nhìn thấy được Ngày xưa ở nhà quê có nuôi gà Các bạn muốn giết chúng Chúng biết được Liền bay đi chạy đi khắp nơi để mà thoát mạng Bạn biết điều này mà Bạn nhìn thấy cái hiện tượng này của chúng Thì bạn liền hiểu được chúng chẳng cam tâm tình nguyện cứu dường mạng của chúng cho bạn hay nói cách khác nỗi thù hận này tồn tại vĩnh viễn oang oang tương báo không bao giờ dứt cái nghiệp này đã tạo rồi trong quá khứ không biết đã tạo cái nghiệp này rồi Hiện tại điều quan trọng nhất là Phải biết sám hối Sám hối quan trọng nhất là Từ nay không tái phạm Vậy mới gọi là chân thật sám hối Không phải nói sám hối rồi Lại tái phạm Vậy thì chẳng có lợi ích gì Vì sao không tái phạm Còn phải nghĩ cách để mà khắc phục Sự khắc phục tốt nhất chính là bảo vệ động vật hộ xanh và phóng sanh như vậy mới có thể hóa giải được oán nghiệp hơn nữa đối với những quan gia này cũng đừng sợ hãi bạn sợ họ cũng chẳng có lợi ích gì bạn nên nghĩ cách siêu độ cho họ giúp đỡ họ như vậy thì đúng những trường hợp như thế này vào thời xưa chưa gì cao tăng đại đức có rất nhiều tấm gương để cho chúng ta xem chúng ta cần phải học hỏi siêu độ